hưởng ứng kỷ niệm 20 năm ngày đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm, Hội An được công nhận dự trữ sinh quyển thế giới. Thành phố Tam Kỳ tổ chức Festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2019 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6 năm 2019 tại thành phố Tam Kỳ với chủ đề Tam Kỳ hãy đến và khám phá. Festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2019 với chủ đề Tam Kỳ hãy đến và khám phá sẽ diễn ra với chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đáng chú ý. Chương trình nghệ thuật khai mạc Festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2019 chủ đề Tam Thanh biển gọi, thời gian 20 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2019, địa điểm quảng trường biển Tam Thanh với sự tham gia của các nghệ sĩ, nữ ca sĩ Ánh Tuyết, Thanh Lam, Mỹ Tâm, Dương Hồng Loan, Đinh Hương, Tố Ni, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Thủy, nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Hồ Trung Dũng, Quang Hào, Dương Quốc Hưng, Hoàng Ngọc Sơn và nghệ sĩ Thành Trùng, nghệ sĩ xiếc Trịnh Thắng, Phương Đồng, nhóm múa HBSO, nhóm múa nhà hát Trưng Vương cùng các người mẫu, thời trang, nhà thiết kế Việt Hùng, nhà thiết kế Văn Thành Công, MC Quỳnh Hương, Bình Minh. Chương trình được dàn dựng bởi tổng đạo diễn Lê Đỗ Quỳnh Hương. Lễ hội ẩm thực Tam Kỳ hãy đến và khám phá. Thời gian dự kiến từ ngày 14 đến 17 tháng 6 năm 2019. Địa điểm quảng trường biển Tam Thanh. Ngày hội blogger và chiến dịch truyền thông quảng bá du lịch. Thông điệp Tam Kỳ hãy đến và khám phá. Thời gian từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 6 năm 2019. Địa điểm các danh thắng thành phố Tam Kỳ và các hoạt động của festival. Giải bóng chuyền nữ bãi biển quốc tế thành phố Tam Kỳ năm 2019. Thời gian từ 14 tháng 6 đến 17 tháng 6 năm 2019. Địa điểm bãi biển Hạ Thanh, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ. Đơn vị tham gia: các đội bóng chuyền nữ bãi biển trong và ngoài nước. Hội thi mỹ thuật thiếu nhi. Chủ đề em yêu biển đảo Việt Nam. Thời gian 7 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2019. Địa điểm quảng trường biển Tam Thanh. Biểu diễn nghệ thuật văn hóa phi vật thể, hô hát bài tròi và trình diễn hát bà trạo. Thời gian đêm giao lưu nghệ thuật văn hóa phi vật thể vào lúc 19:30 ngày 15 tháng 6 năm 2019. Biểu diễn hô hát bài tròi vào 19:30 các đêm 16 tháng 6 cho đến 18 tháng 6 năm 2019. Địa điểm quảng trường biển Tam Thanh. Hội trại thanh niên thành phố Tam Kỳ tổ chức cắm trại, lửa trại, các hội thi, hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, trình diễn cộng đồng. Thời gian từ 14 tháng 6 đến 16 tháng 6 năm 2019. Địa điểm biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ. Giải bơi nam nữ và lắp thúng tròn trên biển. Thời gian lúc 7 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2019. Địa điểm biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng chương trình. Phụ trách chương trình, nhà báo Cao Minh Hiền cùng ekip công ty cổ phần báo Thanh Niên. Đơn vị thực hiện chương trình, công ty cổ phần báo Thanh Niên.